Thôi, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Đinh Hoàng Nhân. Đó thì hôm nay 9 giờ tức là 21 giờ em cũng đã nói và lên lịch hẹn sẽ thông báo cho cô chú anh chị hai việc quan trọng. Đó, liên quan đến vụ việc của thầy Thích Minh Tuệ và liên quan đến vụ việc của sư Nguyễn Phương Hằng. Đó thì cũng còn rất là nhiều những cái bình luận công kích dữ dội vì hiện nay bây giờ vẫn còn hai phe đối lập. Một phe là vừa ủng hộ sư Nguyễn Phương Hằng, vừa ủng hộ thầy Thích Minh Tuệ. Một phe thì ủng hộ thầy Thích Minh Tuệ nhưng rất ghét sư Nguyễn Phương Hằng. Nên là họ sẽ đưa ra những cái luận điệu trái chiều nhau và công kích với nhau nhằm mục đích là loạn cộng đồng mạng. Qua đó thì cũng công kích lẫn nhau để đưa ra những cái luận điệu xuyên tạc. Thì đây cũng là một cái vấn đề mà khiến cho rất là nhiều người cũng phải rất là lo lắng. Đối với cái việc này thì qua cái vụ việc liệu rằng là chị Hằng có còn nhắc đến thầy Minh Tuệ hay không? Qua đó thì chúng ta cũng sẽ phân tích thêm. Ok mọi người, thì trước khi vào phân tích, cô chú anh chị nhớ bấm cho em xin một like và một đăng ký kênh nha. Em cảm ơn rất là nhiều. Không mất thời gian cô chú anh chị nữa. Thì cũng như rất là nhiều cô chú anh chị đặt ra câu hỏi rằng là liệu rằng chị Hằng sẽ nhắc đến thầy Minh Tuệ nữa hay không? Vì bản thân thầy Minh Tuệ cũng không làm sai gì. Nhưng mà nếu như chị Hằng nhắc thì sẽ mất điểm đối với những người vừa ủng hộ sư Nguyễn Phương Hằng cũng vừa ủng hộ thầy Thích Minh Tuệ. Qua đó thì chúng ta cũng thấy rõ về cái vụ việc một số người ủng hộ thầy Thích Minh Tuệ nhưng lại không ủng hộ sư Nguyễn Phương Hằng. Họ sẽ dùng những lời rất là công kích và công kích cũng dữ dội, đưa ra những cái luận điệu không đúng với thực tế. Đặc biệt ở đây mọi người thấy cái clip hồi 4 giờ tức là 16 giờ em cũng đã nói rất rõ về vấn đề người đứng đằng sau lợi dụng, cái họ lại nói câu là đứng đằng sau khác với lợi dụng. Ở đây tôi nói rõ là người đứng đằng sau đang lợi dụng, cũng giống như là Việt Tân hay là GFA đó, họ đã lên lợi dụng vào tiếng tăm của thầy Thích Minh Tuệ, họ đứng đằng sau, đứng trong bóng tối để nhằm mục đích lợi dụng tên tuổi của thầy Thích Minh Tuệ để công kích. Nên là mọi người thấy rõ ràng là họ đang đứng sau lợi dụng, nhưng mà họ lại đánh cháo khái niệm rằng đứng đằng sau không phải là lợi dụng. Ở đây người ta gom lại một mối là đứng đằng sau để nhằm mục đích lợi dụng, nhưng mà họ lại cố tình quy chụp và đưa ra những cái câu rất là luận điệu. Đương nhiên câu hỏi đặt ra ở đây là chị Hằng có thể nhắc đến thầy Minh Tuệ nữa hay không, thì cũng như thông báo của Đại Nam, cô chú anh chị cũng thấy rồi, nó khác với thường lệ là chắc có lẽ chị Hằng sẽ không nói đến thầy Thích Minh Tuệ nữa. Vì sao? Thứ nhất, cũng thông báo luôn là thứ bảy tức là ngày 19 tháng 10 Nguyễn Phương Hằng sẽ không xuất hiện tại Đại Nam. Vào ngày 20 tháng 10 vào lúc 14 giờ chiều thì chị Hằng mới xuất hiện tại trong biển. Nên đây cũng là một cái thông báo. Và sau khi xuất hiện trong biển thì cũng đã giao lưu đối với một số người được đăng ký và một số phụ nữ trong ngày trong ngày phụ nữ Việt Nam. Đây cũng là một cái thông tin đáng mừng về việc nếu như mà chị Hằng phát biểu hoặc đánh giá về thời thức Minh Tuệ thì rất có thể một số người nữa sẽ công kích. Nên là tôi mong rằng là cái vụ việc của chị Hằng dù sao đi nữa cũng đã tìm ra được người đứng đằng sau. Là lợi dụng vào tiếng tăm của thầy Thích Minh Tuệ để nhằm mục đích là lôi kéo kích động. Và hiện nay một số bình luận cũng đã nằm trong đối tượng này, cũng đã bình luận công kích rất là dữ dội để cho những cái người trên cộng đồng mạng đấu đá lẫn nhau. Và cuối cùng họ lại là ngư ông đắc lợi, gây mất đoàn kết. Mọi người biết rồi, một cái bài đăng tôi đăng lên thì ít nhất cũng có hàng trăm bình luận liên quan đến vấn đề công kích. Mà mọi người biết rồi, trong giai đoạn này là được mùa của họ, họ sẽ công kích qua công kích lại, cử ra một số người, người này bình luận, người kia vô trả lời để làm rối loạn cộng đồng mạng lên. Chứ thật sự chỉ có một nhóm người thôi, có chúng gì một nhóm người là lợi dụng vào vấn đề hiện tượng này để nhằm mục đích kích động qua kích động lại, nói xấu sư Nguyễn Phương Hằng để cho những fan sư Nguyễn Phương Hằng vô công kích lại, thì công kích qua công kích lại thì trở thành là rối loạn cộng đồng mạng. Cái thông tin thứ hai cũng không kém phần quan trọng của chú anh chị, không kém phần quan trọng. Ở đây tôi muốn nói cô chú anh chị nhìn lên màn hình. Cô chú anh chị nhìn lên, có cái gì lạ không ạ? Rất là căng. Ở đây tôi cũng không nói thầy Thích Minh Tuệ sai, tức là tôi vẫn ủng hộ thầy Thích Minh Tuệ vì tôi tin rằng thầy Thích Minh Tuệ không liên quan đến vấn đề này. Nhưng mà một nguồn tin cho biết là hiện nay công ty lấy tên của thầy Thích Minh Tuệ
Mặc dù là Thầy Thích Minh Tuệ không liên quan, nhưng công ty lấy tên Thầy Thích Minh Tuệ, tôi chưa biết là ai lại cắm những cây cờ. Cô chú anh chị thấy cây cờ không? Cây cờ là cây cờ này là cái cờ không được phép. Đó, mọi người nên nhớ trong cái vụ việc của Đàm Vĩnh Hưng đó, và kể cả là những cái huy hiệu, kể cả là những quân chương, quốc cơ, quốc nghiệp đó, treo cây cờ ở trong giường mình ngủ cũng bị cơ quan chức năng điều tra. Mà hôm nay đó, thì rất là nhiều cộng đồng mạng lại soi ra được rằng ở trên công ty này cấm tới gần 10 cái cờ, nhưng mà không biết cờ này là cờ gì. Đó, và qua đó thì nghe nói thôi, nghe nói những cái thông tin này được chia sẻ rất là rầm rộ, và cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc. Và tôi cũng rất mong ở trong cái vụ việc này nó không liên quan gì đến vụ việc của Thầy Thích Minh Tuệ. Mọi người nên nhớ kỹ, đó, Thầy Thích Minh Tuệ đã bỏ tất cả, không vụ lợi cũng không nhận tiền. Đó là trên những cái bề mặt nổi mà bản thân tôi bây giờ vẫn ủng hộ về cái cách tu chính đạo chánh pháp và đúng theo Phật pháp của Thầy Thích Minh Tuệ, tức là tôi vẫn ủng hộ. Tôi mong rằng mọi việc này nó không dính dáng gì tới Thầy Thích Minh Tuệ, để cơ quan chức năng vào cuộc coi lại những cây cờ trên đây là cờ gì. Nếu như không liên quan tới một số phần tử khác thì đây cũng là một cái điều đáng mừng, vì từ trước giờ chúng ta ủng hộ đúng cách. Còn nếu như thật sự cũng giống như bài báo hôm nay đưa tin là đằng sau vẫn có người lợi dụng vào vấn đề của Thầy Thích Minh Tuệ để nhằm mục đích là kích động lôi kéo, thì đây cũng là một cái điều đáng tiếc. Đây là hai cái nội dung mà tôi thông báo rất là quan trọng đó. Nên là trước khi cô chú anh chị bình luận và trước khi cơ quan chức năng vào cuộc về vấn đề này, thì mong rằng cô chú anh chị cũng hết sức trầm tĩnh, vì trong giai đoạn này là giai đoạn của một số người kích động đó. Mọi người thấy sau khi cái bài em đăng hôm nay thì chắc chắn rằng sẽ có một số bình luận đó, vô đây cũng sẽ công kích tiếp. Nhưng mà chúng ta nói rõ, mong rằng là cái vụ việc này không liên quan tới Thầy Thích Minh Tuệ nha quý vị. Tại vì Thầy Thích Minh Tuệ đã buông bỏ tất cả. Có chăng là những người lợi dụng vào tiếng tâm của Thầy Thích Minh Tuệ để nhằm mục đích khác mà thôi đó. Thì mọi người coi lại những cái hình ảnh ở trên màn hình đó, cô chú anh chị coi lại những cái cờ này là cờ gì. Mong là những cái cờ này không ảnh hưởng gì đến cái việc mà kinh doanh đối với một số công ty. Sau đây thì em cũng xin bán hàng thôi cô chú anh chị. Cô chú anh chị nếu như mua hàng thì cô chú anh chị mời. Đây thì em xin bán hàng cô chú anh chị những mặt hàng bên em nè. Em quay cho cô chú anh chị thấy nha. Đây. Đó, đây là mực xé nè cô chú anh chị. Mực xé là mực xé rất là tốt luôn, đặc sản của Nha Trang nha. Mực xé này là 1 kg chỉ có 500 ngàn nha cô chú anh chị, miễn ship cho cô chú anh chị. Mực xé này chỉ có 500 ngàn là miễn ship của chú chị 1 kg nha, rất là ngon nè cô chú chị thấy không. Ở đây là rất là ngon cô chú chị thấy. Còn đây là khô cá thu khô cá thu này là khô 4 nắng đó. Mọi người nên nhớ kỹ, cá tươi khô này là đã cá tươi thì đã là 200 mấy chục ngàn 1 kg rồi, cá thu thì cô chú chị biết đặc sản của Nha Trang mà này là khô cá thu mọi người thấy cá tươi và cá khô. Cá tươi thì đã là 200 mấy, mà cá khô chỉ có 450 ngàn nè, 4 nắng đó. Đặc sản của Nha Trang ăn cực kỳ ngon luôn nha. Ok mọi người, đó là khô cá thu nha và mực xé. Cái thứ hai nữa nè, đây là chả cá thu. Đây chả cá nè cô chú chị thấy, chả cá thu nè, rất là ngon luôn nha. Miếng chả cực kỳ hấp dẫn đó. 1 kg chỉ có 350 ngàn. Cô chú chị thấy chả cá thu đấy, chả cá thu và khô cá thu. Khô cá thu thì 450 ngàn, còn chả cá thu là 350 ngàn. Số điện thoại của em là 0907 444 182 như quý vị. Số điện thoại của em là 0907 444 182. Đó là số điện thoại và số Zalo luôn. Tại vì cái số chính của em bây giờ là nó đầy Zalo rồi, cô chú chị kết không được nha. Đây mọi người, khi chả cá thu thì cô chú chị vô như thế này đó, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Đó, chả cá thu cực kỳ ngon luôn nha. Còn cái đặc sản của Nha Trang nữa, đó là nước mắm Nha Trang cô chú chị. Đây là nước mắm nè đó. Nước mắm này cô chú anh chị mua đó, thùng nước mắm đặc sản của Nha Trang 6 chai lớn tặng 6 chai nhỏ, đó là 470 ngàn miễn ship nha cô chú anh chị. Nước mắm cực kỳ ngon đặc sản của Nha Trang, mua 6 chai lớn tặng 6 chai nhỏ.
số điện thoại và số Zalo của em là 0907 444 182. Đây là bốn sản phẩm mà em đang bán, cô chú anh chị nào mua thì ủng hộ em luôn nha. À, ok mọi người, thì em quảng cáo lại đối với cái vấn đề là mực xé của chú gì. Đây là mực xé khi vô keo nè, hai keo này mới được 1 ký. À, là 1 ký này là 500.000 đồng, mực xé cực kỳ ngon đặc sản của cô chú anh chị. Đây là làm nhà nên cô chú anh chị an tâm, không quá chất không gì cả, em bao ăn cho cô chú anh chị nha, rất là dễ ăn, mực xé tỏi rất là ngon luôn. Đây là đặc sản của Nha Trang nha cô chú anh chị. Còn nước mắm hồi nãy em để trong thùng của chú anh chị không biết đó. Đây cô chú anh chị thấy là nước đặc sản của Nha Trang nè, đá chai nước lớn và chai nhỏ nè. Một chai này chính hãng của nó ở Nha Trang, là đặc sản Nha Trang, ở trong siêu thị bán là 108.000 nha cô chú anh chị. Hôm nay thì 6 chai lớn nè, mọi người coi 6 chai lớn đó, 6 chai lớn như thế này nha. Đó, 6 chai lớn như thế này, mọi người coi đây, tổng cộng hết trơn là 6 chai lớn. 6 chai lớn này đó, cộng với 6 chai nhỏ này, hôm nay miễn phí thêm 6 chai nhỏ, mà có 470.000 miễn ship đặc sản của Nha Trang, nước mắm nhĩ 40 độ đạm nha cô chú anh chị. Đây mọi người coi 30 nè, đó thấy 30 không, đó 40 độ đạm. Số điện thoại của em là 0907 444 182, cũng là vừa số Zalo của em luôn. Cô chú anh chị nào mua thì nhớ ủng hộ và kết bạn Zalo với em theo số trên màn hình là 0907 444 182. Còn cái số điện thoại chính của em bây giờ nó đầy Zalo rồi, cô chú chị không thể kết bạn thêm được nữa nha. Cô chú anh chị nhắc lại là 0907 444 182, vừa là số điện thoại cũng vừa là số Zalo. Ok mọi người, cô chú anh chị nào mua hàng thì ủng hộ em nha. Em chào mọi người và hẹn gặp lại tất cả các clip sau. Chào mọi người.